Kính thưa quý vị, sáng nay thêm một dự án nhà ở xã hội chính thức được khởi công xây dựng, dự án chung cư Dragon E-Home thuộc khu nhà ở Dragon Village tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Đây cũng là một trong hàng loạt công trình được động thổ khánh thành chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 5 tòa tháp chung cư có tổng quy mô 19.000 m2, cung cấp hơn 760 căn nhà với nhiều loại diện tích linh hoạt từ 28 đến 85 m2, được đầu tư theo tinh thần nhà ở xã hội thế hệ mới với thiết kế Singapore, vận hành chuyên nghiệp, chi phí quản lý thấp. Thưa quý vị, đây là một dự án nhà ở xã hội thế hệ mới. Sở dĩ mà Dù Bình nói thế hệ mới là bởi vì dự án nhà ở xã hội này được xây dựng trong một khu đô thị đã hoàn chỉnh. Chính vì vậy, nó được kế thừa toàn bộ những hạ tầng cơ bản, những không gian đô thị sống hiện đại. Ở bên trong dự án này thì có hồ bơi, có công viên, có khu vui chơi dành cho trẻ em, có chỗ dành cho người cao tuổi đi bộ và cây xanh thì ở khắp mọi nơi. Có thể nói là với những dự án nhà ở xã hội với đầy đủ tiện nghi như thế này, các căn hộ thì dao động với diện tích đa dạng cũng như là mức giá cũng đa dạng, sẽ phù hợp với mọi đối tượng người lao động có thể tiếp cận được. Chúng tôi muốn đem đến một khái niệm mới về nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng sống theo tiêu chuẩn hiện đại nhưng với mức giá thành thấp. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong vòng 2 năm, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch thì dự kiến đến năm 2025 thì thành phố Thủ Đức sẽ xây dựng khoảng 4.800 căn hộ nhà ở xã hội dành cho các đối tượng phù hợp trên địa bàn thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất là mong chờ các nhà đầu tư sẽ đồng hành cùng với thành phố Thủ Đức. Công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố luôn tăng qua từng thời kỳ. Hiện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, rút gọn quy trình, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội. Chúng tôi đặc biệt là quan tâm đến các cái thủ tục hành chính liên quan đến các dự án nhà xã hội. Trong đó thì chúng tôi tham mưu tới thời gian rút ngắn còn lại 50% cái thời gian mà các doanh nghiệp đang làm các thủ tục này. Thì hiện nay cái nghị quyết 11 của Trung ương cũng như của Chính phủ là có cái chính sách về hỗ trợ cho cái người thu nhập thấp, người lao động là được vay từ cái quỹ này để mua nhà ở hay hoặc là thuê mua nhà ở xã hội. Với quyết tâm cải thiện điều kiện sống cho người dân, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, dự kiến tăng ít nhất 50 triệu m2 diện tích sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở xã hội tăng khoảng 2,5 triệu m2. Riêng năm 2022, nhà ở xã hội tăng hơn 46.000 m2 sàn xây dựng với nhu cầu đầu tư gần 700 tỷ đồng.